Đây mình quay qua cái khu vực xung quanh chỗ bà ngồi chút xíu nha quý vị các bạn ha. Đó. Ở đây thì mình chưa biết giới thiệu quý vị các bạn địa chỉ như thế nào hết đó. Ở đây là ngay địa chỉ số 46 này, Lê Thánh Tôn, chợ Biên Hòa nha quý vị các bạn ha. Đó, mình quay hết một vòng không gian xung quanh bà bán luôn. Kế bên chỗ bà bán có một quầy bánh rất là hấp dẫn này quý vị các bạn. Xíu nữa mình sẽ vô mình coi nha. Và cụ ngồi ở một góc như thế này thôi quý vị các bạn. Bà có tuổi rồi cho nên bà cũng hơi khó chịu tí. Dạ. Dạ. Rồi bà chùm lên rồi, chùm lên cho khỏi bụi quý vị các bạn. Dạ. Dạ. Bà chùm lên đi bà chùm lên cho khỏi bụi. Dạ. Thôi đừng nhiều chuyện đi. Anh quá. Kế bên ngay chỗ bà bán bánh hỏi á quý vị các bạn, mình thấy có một quầy bánh rất là đẹp luôn, rất là hấp dẫn ha. Mình quay chút xíu chia sẻ với quý vị các bạn. Này bánh da lợn hả cô? Bánh này là bánh truyền thống. À bánh truyền thống, bánh da lợn ha. Bánh thuẫn nè. Dạ. Bánh thuẫn nè. Cái này da lợn, bánh bò. À bánh thuẫn, bánh da lợn, bánh bò. Đậu xanh. Dạ. Mày. Bánh đậu xanh. Chuối nướng, xôi vị, da lợn môn, bánh quy. Thì mình bán sao cô? Này thì bán theo ổ, chục lẻ cũng 10.000 miếng. À 10.000 miếng nhỏ. Dạ. Cái này bánh ú hay bánh? Đây là bánh ít. À bánh ít. Dừa. Dạ. Đậu như dừa, có sầu riêng. Dạ. Còn cái này là bánh ít bột lọc. À cô mở ra này. Mà cái này là cũng là bánh ít như su xê. Dạ. Đậu dừa trộn chung. Dạ. Có sầu riêng ngon lắm. Dạ. Cái quầy bánh của mình là quầy tên gì cô nhỉ? Hồi đó đó là ba mẹ cô là của ông hai bà hai bán bánh tét mập mập ở chợ Biên Hòa. Dạ. Nói là ai cũng biết hết á. À dạ. Đường Lê Thánh Tôn. À đường Lê Thánh Tôn. Cô tên gì? Cô bây giờ là con là tên Xíu. À. Ra trước bán. Là dạ. Giờ con giờ là cô bán theo nối gót của mẹ với dạ. Ba. Dạ. Nói chung là chung với lại này nè, năm mấy năm rồi đó. Dạ. À bán chung với bà luôn. Một dọc luôn đó, năm mươi mấy năm rồi. À dạ. Dạ. Bây giờ mẹ cô ở nhà, cô đi bán. Dạ. Ừ. Cái này là nói chung là bán lâu năm lắm. Dạ, lâu năm rồi cô ha. Dạ. Hồi đó giờ là mình bán bánh này thôi hả? Bán bánh này thôi. Dạ. Bánh truyền thống ha. Ờ, có bánh tét. Dạ. Lâu lắm mình mới ăn bánh bánh này nè quý vị. Ừ, da lợn. Hồi xưa con hay ăn bánh da lợn này. Ừ. Chút xíu nữa anh thử. Cái này là hết rồi đó. Dạ. Cái là đầy đủ, giờ bán hết rồi. À dạ. Bán từ sáng sớm giờ cô ha? Không, cô đi ra chợ 7 giờ cô mới ra. À dạ. Mấy ngày nào cúng thì cô ra hơi sớm một tí. À dạ dạ. Có đi dịp được cái ngày Tết hoặc là ngày mùng 5 tháng 5 là vui lắm. Dạ. Nhà hội vậy đó. Đông lắm. Dạ. Chung là bánh của cô á là cái nghề truyền thống hồi xưa giờ. Dạ. Cha mẹ cô để lại đó. Dạ. Rồi nói chung là bán là. Dạ. Bán 5 năm lên quay bà luôn ha. Ừ. Bán là chỉ khách lại ăn thôi. Khách dạ. Lại biết rồi kiểu như là dạ. Nói chung mà mấy cái ngày đó thì mọi người mua bánh nó đồ nhiều cô ha. Ừ, với lại ta ăn quen rồi. Dạ đúng rồi, giống hội. Người ta ăn quen rồi. Dạ. Bánh người ta ăn vừa miệng á, ta lại dạ. Ra ta mua. Giờ ra nhiều chỗ lắm nhưng mà ta ăn quen rồi. Hồi xưa giờ ba mẹ cô bán lâu rồi. Dạ. Dạ. Còn 7 giờ cô mới ra nhưng mà khách cũng vậy như cũng thương rồi. Dạ. Đợi. Sáng cô, con cô nhà mình làm. Ha. Dạ. Cười tươi. Dạ. Dạ. Nói chung là cũng giờ em cũng là ủng hộ giờ để cho chị cũng được buôn bán như dạ đó. Dạ hy vọng là con quay rồi sẽ giúp cho cô với bà buôn bán đông khách hơn. Dạ đó, thay vì mình bán ngày 3-4 tiếng thì giờ mình rút lại thôi cô dạ, ha. Đúng rồi. Khoảng dạ. Tiếng hết sớm về sớm. Đúng rồi, hết sớm về sớm nghỉ sớm. À nhảy sớm. Dạ. Sáng làm tiếp rồi đi ta bán tiếng nữa. Dạ. Hả? Sáng là chắc là nhiều bánh lắm ha. Giờ bánh bò nướng. Dạ. Bò nướng là đủ hết á. Dạ.
Bà là ghẹo cô rồi, lấy cô ghẹo bà, giờ bà ghẹo cô ha. Dạ. Cô mới kêu bà giới thiệu rồi, sao rồi? Dạ. Không, tại bà có tuổi rồi cô. Đúng nhiều rồi, khi rồi. Người già mà trái gió trời trời này kia, tính tình thay đổi đâu biết được. Rồi cô cảm ơn cô nha. Dạ. Bà cười nhìn bà rất là hiền luôn, bà hơi nóng tính tí thôi. Dạ. Ghẹo nãy giờ luôn mà chưa thèm cười, chưa chịu cười. Wow, vẫn hỏi bà nhìn đã rồi quý vị ha. Chủ yếu là hôm nay mình ghé để mình chia sẻ với quý vị các bạn về cái bánh hỏi của bà nha. Bánh hỏi của bà thì dạ. Không, nhưng mà cái của bà nó đang có cái sự thu hút kỳ lạ, không biết được. Dạ. Mọi người đang quan tâm tới bà. Đây, có cô vô mua bánh hỏi của bà nè quý vị các bạn. Để mình trò chuyện với cô thử tí nha. Cô ơi, dạ cô cho con hỏi xíu, cô hay mua bánh hỏi của bà không cô? Hay mua, à. Ngon nhất ở chợ Biên Hòa. Ngon nhất ở đây luôn, dạ. Chắc cô mua cũng lâu năm rồi ha, mua lâu rồi ha. Từ hồi bà còn trẻ giờ. À, từ hồi còn con gái luôn. Tôi có còn trẻ chứ không? Dạ. Dạ. Bà bán tới đây cũng 50 năm, hơn 50 năm. Nhiêu cơ? 35 ngàn em. Mình thấy ai tới mua bánh hòi của bà. Dạ, dạ. Cũng khen bánh hòi của bà hết quý vị các bạn. À, không bán là không biết chỗ nào mua luôn mà cô ha. Ở đây người ta làm là bán ở Sài Gòn mua về không à, còn dạ. Đây bãi tự làm. Dạ, tự làm. Nó hấp dẫn ở chỗ đó cô ha. Đúng rồi, bãi dạ. Tự làm. Mà bà lớn tuổi rồi bà cũng tự bà làm hai cái thúng bánh hỏi như thế này luôn. Mình bán tới sáng là về, chiều không bán đúng không bà? Này nát cảnh nha. Dạ, đi. Chiều nhà làm, dạ. 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 Không sao, con vô con quay được không? Dạ, biết nhà đâu vô. Thì ba dẫn vô. Thôi. Mới kêu con vô quay chú thấy tội xong giờ lại thôi. Đấy, mình thấy bà lót cái lá chuối nha, xong bà mới cho bánh hỏi xuống nè. Bỏ rồi hôm coi vô có cả giờ nữa rồi. Dạ. Quay. Ba con nhỏ quay rồi. Dạ. Yeah. Qua là hai đứa em con quay. Dạ. Để lên kia cũng được ạ.